Tại huyện Đông Triều, công tác thực hiện đề án 25 đã được cả hệ thống chính trị huyện thực hiện nghiêm túc quyết liệt. Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai cụ thể các nội dung trên cơ sở các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong đề án. Khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, nâng cao sức chiến đấu, năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Việc nâng cao sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Đông Triều. Đối với việc tinh giản biên chế, bộ máy, tổ chức, tính đến nay, huyện đã thực hiện tinh giản tổng số 83 biên chế, thực hiện sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị, vị trí việc làm đối với công chức viên chức thuộc khối Đảng, khối chính quyền huyện, tổ chức sắp xếp lại công chức viên chức của ngành giáo dục, đào tạo và y tế. Trong quá trình thực hiện đề án 25, huyện Đông Triều đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ cấp huyện đến cơ sở. Đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ việc thực hiện đề án. Thực hiện đề án 25 thì cái quan trọng là gắn nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, thế và phân công phân nhiệm cụ thể đối với đội ngũ cán bộ công chức, thì và quá trình xây dựng triển khai được triển khai thì dân chủ, công khai, minh bạch, thì cũng tạo được cái sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Mọi nội dung mà chúng tôi đều xin ý kiến thì cũng đều nhận được cái sự đồng tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ đó thì kết quả kinh tế xã hội của thị trấn Mậu Khê cũng có được giữ vững, có bước phát triển. Trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện đề án 2 năm thì chúng tôi cũng báo cáo trong tổ chức đảng, trong đảng viên và nhân dân, thì nhân dân rất là phấn khởi. Nếu như mà tổ chức được như thế thì nhân dân rất là đồng thuận, bởi vì tinh giảm được bộ máy, nâng cao được chất lượng, năng lực, hiệu quả công tác của cán bộ công chức cấp xã. Hai nữa là giảm được cái kinh phí ngân sách của nhà nước, thì nhân dân rất là phấn khởi và cũng nhân dân cũng đang mong mỏi để thực hiện cái đề án này nó có hiệu quả. Về thực hiện chủ trương bầu trực tiếp bí thư đảng ủy xã tại đại hội, bầu chủ tịch xã theo đầu phiếu phổ thông, các cấp ủy đảng huyện Đông Triều cũng như người dân hết sức ủng hộ và đang tích cực chuẩn bị. Chúng tôi cũng bàn và thống nhất và đề xuất cấp trên là cho phép đảng bộ xã Tân Huệ được đại hội và toàn thể đại hội bầu trực tiếp bí thư đảng ủy xã tại đại hội đảng bộ xã. Còn đối với chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thì chúng tôi cũng tiếp tục kiến nghị, đề nghị với huyện, với tỉnh là cho phép chúng tôi được bầu, được nhân dân được bầu trực tiếp phổ thông đầu phiếu bầu chủ tịch ủy ban nhân xã. Nếu những đồng chí nào có đủ uy tín trong tổ chức đảng, trong nhân dân và được nhân dân tín nhiệm thì sau này cái khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ nó sẽ tốt lên rất nhiều, bởi vì được sự tín nhiệm cao và đồng thuận của nhân dân. Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao kết quả của huyện Đông Triều trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đề án 25. Các đại biểu cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm huyện cần tập trung trong công tác quy hoạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính ghi nhận sự cố gắng của Đông Triều trong phát triển kinh tế xã hội, đề nghị huyện Đông Triều tập trung cho công tác quy hoạch hoàn thành trong năm 2014, xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước, huy động vốn đầu tư phát triển theo mô hình công tư, quán triệt tinh thần tiết kiệm chi và tăng thu, tập trung cho cải cách hành chính. Tới đây phải thành lập được trung tâm hành chính công, tích cực chuẩn bị các công việc để đến quý 1 năm 2015 trở thành thị xã, hoàn chỉnh tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hoan nghênh huyện thực hiện mô hình lớp học thông minh. Về đề án 25, huyện Đông Triều phải tập trung cả 3 nội dung có tác động thúc đẩy lẫn nhau, làm ngay những vấn đề trong thẩm quyền, sắp xếp lại ngành giáo dục đào tạo, y tế của huyện, phải quyết liệt hơn nữa làm sao cho tiết kiệm gọn nhẹ và nâng cao chất lượng, nhất thể hóa một số chức danh trong thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện phải quán triệt bầu bí thư đảng ủy xã tại đại hội, bầu trực tiếp chủ tịch xã theo đầu phiếu phổ thông. Gắn cái thực hiện cái chỉ thị 25 với lại cái đại hội đảng các cấp. Chuẩn bị một bước cho cái đại hội đảng các cấp, chuẩn bị cán bộ đại hội đảng các cấp. Và với tinh thần là cán bộ phải có cái tư tưởng, phải có cái tư duy đổi mới, cũng là cái tầm nhìn chiến lược. Đấy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, phải chọn cán bộ như vậy để đưa vào. Và chúng ta sàng lọc cán bộ, chúng ta không thiếu. Đất cách mạng như Đông Triều, tôi ngồi nói chuyện mấy lần tôi xuống xã rồi, toàn các đồng chí lão thành là 60, 70 tuổi, 80 tuổi, các đồng chí hăng hái lắm. Chúng ta có một cái nền tảng chính trị thế này hiếm nơi có lắm các đồng chí ạ. Mà làm cái gì cũng được. Các đồng chí thấy Đông Triều, các đồng chí có cái gì là nhân dân ủng hộ. Vì các đồng chí có một cái nền tảng chính trị rất là sâu rộng, có một cái đội ngũ cán bộ được rèn luyện hàng mấy chục năm nay rồi, ngồi nói chuyện với các ông chí 70, 80 tuổi cả, cứ sang sảng về các cái tổ chức thế nào rồi các thứ thế nào, nói về cái 25 này là các ông chí rất tán thành.
Đối với các đơn vị sự nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải thực hiện tự chủ, tự hạch toán, tiếp tục vận động tuyên truyền ý nghĩa, hiệu quả của thực hiện đề án 25. Huyện cũng phải tổ chức phê duyệt đề án 25 của các xã. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm mô hình lớp học thông minh tại trường Trung học cơ sở Xuân Sơn. Đây là một mô hình lớp học mới, khoa học công nghệ được áp dụng hỗ trợ tối đa công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Hiện nay, huyện Đông Triều đã đưa vào hoạt động 50 phòng học thông minh tại các trường học trên địa bàn, với kinh phí đầu tư 280 triệu đồng một phòng học từ nguồn kinh phí tiết kiệm thực hiện đề án. Huyện đang có kế hoạch tiếp tục làm thêm 40 phòng học thông minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự mạnh dạn của ngành giáo dục huyện Đông Triều trong việc đổi mới công tác dạy và học qua việc đưa vào áp dụng mô hình lớp học thông minh. Trên cơ sở hiệu quả của phương pháp giảng dạy mới này tại Đông Triều, tỉnh sẽ báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo nghiên cứu nhân rộng.